Ấn Độ, nơi mà khi vừa sinh ra đã phân biệt rạch ròi đẳng cấp và sự chênh lệch giàu nghèo là vô cùng khủng khiếp, có những nơi xa xỉ nhất thế giới cho giới siêu giàu và cũng có những khu ổ chuột được coi như địa ngục trần gian cho những người nghèo khổ. Họ luôn có ý muốn đổi đời mặc dù biết là không thể, dù chỉ có một cơ hội mỏng manh thì họ cũng sẽ bất chấp tất cả mà vịn vào để ngoi lên khỏi vũng bùn lầy tăm tối. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện in tiền giả đỉnh cao của một anh chàng thiên tài hội họa muốn đổi đời. Mọi chi tiết trên tờ tiền đều được làm tỉ mỉ giống y như tiền thật, khó có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cho rằng vẽ ra tiền rồi bán đi cũng chẳng khác gì bán một tác phẩm nghệ thuật, anh chẳng thấy có tội lỗi gì. Hơn nữa, đây là đang bơm tiền vào thị trường, giúp đất nước phát triển hơn là đằng khác. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra khi tấm chiếu mới chưa trải sự đời, chân ướt chân ráo không biết cái gì mà dám chen chân vào ngành công nghiệp tội phạm nguy hiểm này? Mời các bạn cùng theo dõi hành trình khởi nghiệp làm ít ăn nhiều, làm liều ăn sổi của thiên tài hội họa Ấn Độ này nhé. Anh chàng này là một họa sĩ thiên tài tên Sunny, có một quầy bán tranh nhỏ bên góc đường. Anh ấy có thể vẽ chân dung bất kỳ ai trong 5 phút, chỉ với 500 ruby, tương đương 100.000 tiền Việt. Không những thế, anh ta có biệt tài sao chép mọi thứ trông như thật. Hàng phách của anh đỉnh tới từng nét cọ, không khác gì hàng thật mà chính chủ vẽ ra. Nói về họa sĩ, mỗi một họa sĩ sẽ chuyên về từng mảng riêng. Có người chuyên vẽ phong cảnh, chân dung hoặc tĩnh vật, còn nam chính thì cân tất cả các thể loại. Nói về tài năng của anh từ đâu mà ra, thì chính là được ông ngoại của mình truyền lại. Ông là một họa sĩ tuyệt vời, nhưng lại không nổi tiếng. Mà không nổi tiếng thì khó kiếm được ra tiền. Nhưng ông ngoại Sunny có một cái khác để trông cậy vào, đó là xưởng tạp chí Granty. Sunny có một tuổi thơ bất hạnh, mất mẹ từ nhỏ. Ký ức duy nhất về người mẹ chính là món cơm đậu lăng. Bố thì nợ nần chồng chất, thường xuyên phải chơi trốn tìm với chủ nợ, lâu lâu lại gói ghém cả đời mình để rời đi trong 10 phút, rồi tìm nhà mới ở một thành phố mới, mở việc làm ăn mới, và trò chơi lại tiếp tục trở lại từ đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến một ngày, bố anh biết không thể để con trai theo mình sống một cuộc sống như vậy, nên đã bảo con trai cùng mình đến tìm ông ngoại. Tàu gần đến bến thì ông bố lặng lẽ rời đi. Khi Sunny thức dậy đã không thấy bố đâu cả, tin rằng bố sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, nên đã nảy ra một ý là sẽ vẽ hình ở mỗi sân ga. Bố sẽ biết đó là hình anh vẽ và sẽ tìm ra anh. Cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy đó đã khiến anh gặp được Firoz, cậu bé lúc ấy nảy ra ý tưởng kiếm tiền từ tranh của Sunny. Nhưng Sunny từ chối vì anh chỉ muốn chờ bố. Nhưng Firoz nói rằng bố anh đã bỏ đi rồi, hệt như bố của cậu ấy. Anh đâu biết rằng bố mình đã bỏ mạng nơi ga tàu kia. Và những ngày sau đấy, Sunny và Firoz cố gắng kiếm tiền để lo bữa ăn giấc ngủ. Cho đến một ngày, ông ngoại anh xuất hiện, hai ông cháu ôm chầm lấy nhau. Ông nói rằng đã tìm kiếm Sunny khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Sunny muốn ông cùng đưa thằng bạn chí cốt của mình theo cùng, vì anh không thể bỏ đi giống như bố mình được. Mỗi ngày, Sunny đều ghé qua xưởng in của ông ngoại. Biết cháu trai có tài năng hội họa thiên bẩm, ông nhờ Sunny đến và hoàn thiện bức tranh mà ông đang vẽ dở. Vì hôm nay tay ông bị run, ông đang đau đầu vì thế hệ trẻ ngày nay chỉ thích lướt top top, thấy nhiều thứ, nghe nhiều thứ nhưng chẳng hiểu gì cả, khiến cho số lượng báo bán ra bị thụt giảm đáng kể. Ông muốn khai sáng quần chúng, đưa tạp chí Granty của ông đến với mọi người bằng mọi cách có thể, chỉ cần ai đó chỉ cách cho ông. Sunny nghe xong chỉ biết im lặng, vì trong thâm tâm anh biết điều đó là không thể. Nhưng tạp chí Granty cổ lỗ sĩ đó là gia đình của anh, dù anh có ghét nó thế nào thì vẫn sẽ kẹt với nó cả đời. Ngày xưa, khi tan học mấy đứa trẻ khác được chạy nhảy chơi đùa, còn anh và người bạn thuở nhỏ Firoz phải đi bán báo, mà hầu như chẳng có ai mua. Người mua chúng thì chỉ lấy báo lót đường để ngủ, hoặc dùng để gói bánh. Vậy nhưng anh vẫn rất thương ông ngoại, anh luôn đem hết số tiền mình tiết kiệm được để vào hộc bàn của ông. Một ngày tiết kiệm được 120 ruby, mua chai Pepsi hết 5 ruby, nhưng Sunny muốn phải kiếm được 500 ruby mỗi ngày, cùng lắm là 250 ruby. Sau đấy thắc mắc bao lâu nữa mình sẽ thành tỷ phú. Firoz trả lời rằng 109,75 năm. Hồi đấy, hầu như ngày nào anh và Firoz cũng ở tòa soạn của ông. Anh thì mê vẽ, Firoz thì mê máy móc ở xưởng in, mới hồi nào còn lóc nhóc đi bán báo làm giàu. Giờ đây Sunny đã có một cô bạn gái xinh như thiên thần, nhưng cô bạn gái đấy không muốn đưa Sunny ra mắt bạn bè hay gia đình. Vì anh nghèo, cô ấy chỉ công nhận Sunny là bạn trai mình khi hai người ở nơi ít người. Khi Sunny ngỏ ý muốn đi gặp bạn bè cùng cô để chào đón năm mới, ban đầu cô tìm mọi lý do để từ chối. Nhưng khi anh tỏ ra giận dỗi thì cô cũng đồng ý cho anh đi cùng đến hộp đêm, nơi tổ chức tiệc của bạn mình. Mặc cho Firoz khuyên ngăn đủ điều nhưng Sunny vẫn vì yêu cứ đâm đầu. Firoz biết phí tiền vào đám gái thành thị đấy thì Sunny sẽ cháy túi, còn các cô nàng sẽ mặc kệ anh. Sunny nghe xong vẫn nhất quyết phải vào ba sàn nhảy nhót với bạn gái mình cho bằng được. Hết tiền thì năm sau kiếm lại 27.000 ruby một vé mỗi người, vì đây là nơi tổ chức những bữa tiệc xa hoa nhất nhì Ấn Độ. Sunny và Firoz nghe xong đứng hình mất 5 giây, sau khi đòi giảm giá không thành, đã thế còn bị nhục mạ. Sunny lập tức đi đường quyền với anh nhân viên và thề đến một ngày nào đó sẽ mua cả cái khách sạn này. Trở về khu phố của mình uống rượu và đón năm mới, Sunny thấy tiếc nuối khi bạn gái mình lên con BMW cùng đi dự tiệc với người con trai khác, còn mình thì mãi vẫn ở đáy xã hội không ngóc đầu lên được. Anh buồn bã và tâm sự với Firoz về cuộc đời. Những người như anh gần như đi kiếm tiền chỉ để trả nợ các khoản vay nặng lãi.
Tâm sự một hồi, pháo hoa đã nổ rực rỡ trên bầu trời. Họ ăn mừng vì đã sống sót qua một năm, lại tiếp tục vật lộn với những năm kế tiếp. Vài ngày sau, Sunny đến xưởng của ông ngoại thì thấy không một bóng người. Hỏi ra thì mới biết rằng đám đòi nợ đến làm loạn. Họ muốn ông ngoại anh phải trả đủ cả gốc lẫn lãi trong vòng một tháng. Ông ngoại anh cố gắng đi đòi nợ từng người mà ông từng cho vay để trả cho bọn vay nặng lãi. Nhưng một nửa số người thì đã chết, một nửa thì quá cùng đường không còn đồng xu dính túi. Sunny nói với ông rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng ông ngoại anh thương cho những nhân viên đã cặm cụi xây dựng tạp chí Granty này cùng ông cả đời. Đến bây giờ công ty đã đến bờ vực phá sản, họ sẽ không còn nơi nương tựa. Vì muốn giúp ông ngoại vượt qua khó khăn này, Sunny và Firoz tìm tới chủ nợ của ông ngoại, cầu xin đối phương cho gia hạn khoản nợ này. Nhưng chủ nợ nói rằng có gia hạn cả đời thì Sunny cũng chẳng thể trả nổi số tiền đó. Khi anh nói rằng anh là họa sĩ, anh sẽ cật lực kiếm tiền để trả nợ, chủ nợ nghe xong liền dội cho anh một gáo nước lạnh. Ăn trộm còn có thể kiếm ra tiền để trả nợ chúng tôi, nhưng họa sĩ thì không bao giờ. Nghe đến đây, Sunny biết mình không thể nói lý với chủ nợ nữa. Anh lôi chuyện năm xưa mà ông ngoại đã giúp bố của chủ nợ vượt qua khó khăn, nên anh ta và bố mới có được sự giàu có như ngày hôm nay. Vì thế nên chủ nợ liền nể mặt chuyện năm xưa mà cho họ thêm một tháng nữa. Nếu một tháng sau không trả đủ thì tạp chí Granty sẽ rơi vào tay chủ nợ. Tối hôm đó, Sunny và Firoz về nhà thống kê toàn bộ số tiền mà hai người tiết kiệm được, cộng cả tiền bán xe, bán tranh, vay mượn thêm bạn bè, nhưng cũng chỉ bằng 1/10 con số nợ. Đúng là chỉ còn cái nịt, mà cái nịt này lại bị đứt cùng đường. Firoz đành phải tìm đến một người bạn tên Anis để nhờ anh ta tìm cách. Anh này lại giới thiệu cho Firoz một người bạn của mình tên là Manja, một tên trùm làm giả, thứ gì họ cũng nhái. Hàng mới ra mắt được một tuần, họ đã làm ra bản nhái của nó để bán ra và tiêu thụ trên thị trường. Khi được giới thiệu rằng có một họa sĩ đỉnh của chóp vẽ bản nhái còn đẹp hơn cả bản gốc, Manja lập tức nóng ruột muốn gặp ngay người họa sĩ đấy. Vội thúc giục Firoz mang tác phẩm đẹp nhất của người họa sĩ đó đến đây, Manja sẽ cho cậu ta giá tốt nhất. Nghe món hời mà Manja đưa ra, Firoz về kể lại ngay cho Sunny về công việc đấy. Nhưng Sunny chẳng hứng thú, vì anh biết có làm công việc gì thì cũng chẳng bao giờ có thể kiếm đủ số tiền trả nợ trong vòng một tháng. Anh không muốn vẽ những thiết kế rẻ tiền để bán cho Manja, mà anh muốn vẽ luôn tiền giả rồi in ra luôn cho máu. Firoz nghe xong ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngừa, vì biết làm thế là phạm pháp. Thay vì cứu tờ Granty thì tất cả sẽ vào tù hết. Nhưng sau khi nghe Sunny giải thích, anh đành cắn răng cắn lợi làm theo kế hoạch của Sunny. Liều thì ăn nhiều. Họ có chuyên gia thiết kế là Sunny, chuyên gia in ấn là Firoz, và họ có cả một xưởng in của ông ngoại. Những tờ tiền đấy cũng do người ta in ra thôi. Xong xuôi, họ cùng bắt tay vào làm lô tiền giả đầu tiên của mình. Theo như tìm hiểu của Sunny, thì vào cuối năm 2016, nhà nước ban hành tờ tiền mới, với những đặc tính an ninh cùng kỹ thuật in ấn tinh vi đến nỗi không máy in nào có thể copy được. Nghe thì có vẻ bất khả thi nhưng chẳng có gì làm khó được Sunny. Anh tỉ mỉ phác họa từng nét trên tờ tiền một cách chính xác. Anh tinh mắt đến nỗi phát hiện ra được dòng chữ siêu nhỏ trên cổ áo của Gandhi, mà đến cả máy quét phân giải cao cũng không thể nào quét chính xác được, vì những tờ tiền mới có nhiều vạch và chi tiết hơn. Các đường nét chồng chéo nhau rất khó phân biệt, nên không thể dùng máy quét mà cần họa sĩ. Cứ như thế, anh đã phác họa thành công hai mặt của tờ tiền. Bước tiếp theo là in ấn. Vì Firoz quanh năm suốt tháng đã làm ở nhà máy in của ông, nên rất am hiểu về mực còn hơn cả cái máy. Cái gì cả hai không biết thì đã có chị Google giải đáp. Để in thì cần có màu nhuộm chủ đạo, một thứ rất khó sản xuất. Trước hết phải làm nhái, rồi chỉnh sửa, trà sát, cuối cùng là xử lý, hong khô, làm sạch. Cứ thế phép màu đã dần hiện ra. Cả hai đã thành công có được màu nhuộm chủ đạo của tờ tiền. Tiến trình in cứ thế tiếp tục, nhưng không may, máy in của họ cổ lỗ sĩ nên chỉ in được một màu mỗi lần, nên họ phải chia ra 4 lần in, cứ in được một màu lại làm sạch, đổi màu khác và in lại, đến bước cuối cùng là cắt. Họ bỏ tiền vào máy cắt công nghiệp để cắt bỏ phần giấy trắng bị dư. Yếu tố an ninh quan trọng nhất của tờ tiền là giải an ninh. Họ dùng giải kim tuyến giá 10 ruby để lồng vào tờ 500 ruby. Lồng giải an ninh xong rồi đến số seri. Vì các số này không cùng kích cỡ nhưng Firoz luôn có giải pháp. Anh dùng máy in tay dập từng dòng seri lên tờ tiền. Cuối cùng, họ đã làm ra một tờ tiền hoàn hảo. Để làm tăng tính chân thật cho tờ tiền, Sunny ngâm tiền giả vào khay trà rồi hong khô, làm nó trông thật cũ kỹ, vì cái gì mới quá cũng sẽ bị để ý. Để thử nghiệm xem số tiền này có thể đánh lừa người khác được hay không, hai người quyết định cầm một tờ tiền giả đến một cửa hàng tạp hóa để thử nghiệm. Ai ngờ, ông chủ cầm tờ tiền lên xong liền phát hiện có điều bất thường và biết ngay đó là tiền giả. Ông chủ nắm lấy tay Firoz và bắt anh lại. Hai người ra sức giãy giụa mới thoát được khỏi tay ông chủ. Ông ta liền cho người đuổi theo. Firoz suýt nữa bị hai thanh niên tóm được, nhưng Sunny xuất hiện kịp thời và giải vây cho Firoz. Cả hai chạy thục mạng và trốn trong một con hẻm, đợi đám người đó đi khỏi mới dám ló đầu ra. Tối hôm ấy về nhà, Sunny và Firoz thất vọng, đốt những tờ tiền mà họ đã mất cả tuần để làm ra, dành cả một đêm suy nghĩ xem mình đã làm sai ở bước nào. Cuối cùng Sunny cũng đã phát hiện ra một lỗ hổng. Anh bảo Firoz nhắm mắt lại và đưa cho Firoz 3 tờ tiền.
Đoán xem trong 3 tờ tiền thì tờ nào là giả. Firoz cầm tờ tiền và sờ khoảng 2 giây, đã biết ngay tờ nào là tiền giả mà mình làm ra. Hóa ra vấn đề nằm ở chất liệu giấy. Họ dùng giấy không chuẩn, vừa sờ vào là nhận ra ngay thật giả. Họ dành cả buổi sáng để tìm ra loại giấy sao cho giống với chất liệu giấy của tiền thật nhất. Bất ngờ Sunny phát hiện giấy của tờ tạp chí có chất liệu giấy giống hệt tiền thật nhưng quá mỏng. Anh nhanh trí ráp hai tờ giấy lại với nhau. Vậy là đã tìm ra loại giấy có thể in tiền giả giống như thật. Hai người bắt tay vào tẩy trắng giấy, rồi in mỗi mặt tờ tiền lên mỗi tờ khác nhau. Đục lỗ ở tờ trước để luồn giải bạc vào rồi ghép hai mặt lại. Đến phần khó nhất là mực đổi màu. Nhưng với kinh nghiệm của Firoz thì không gì có thể làm khó được anh. Anh nảy ra ý trộn sơn kim loại với mực thường, nó sẽ tạo ra hiệu ứng đổi màu. Còn về độ giòn của tờ tiền thì dùng kỹ thuật sơn mài. Công đoạn cuối cùng là lại nhúng tiền vào trà và hong khô để nó trông cũ kỹ nhất có thể. Và thế là lô tiền giả thứ hai đã ra đời. Lần này đến lượt Sunny đi kiểm nghiệm. Họ lại đến cửa hàng tạp hóa lần trước để mua chai Sitra. Do đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này Firoz nắm chặt tay Sunny để có thể kéo anh nhanh chóng chạy thoát bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện. Nhưng may mắn thay, lần này họ đã thành công mua được chai nước và còn được trả lại tiền thừa. Cả hai vui mừng nhảy múa điên cuồng, mặt đơ ra như vừa chơi đá nhưng cũng không trách được vì họ sắp đổi đời rồi. Để báo tin, anh ta kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Anis vội đưa tờ tiền cho ông mình xem thử. Ông anh mà duyệt thì đúng là tờ tiền này chất lượng đỉnh của chóp. Nhưng ông cũng đưa ra một lời khuyên, bán đồ giả và giữ đồ thật theo mình, đừng để bị bắt với tờ tiền giả trong túi. Nghe xong, Anis vội liên lạc với Manja để kiếm mối làm ăn cho Sunny và Firoz, nhưng phải chia cho anh ta và Manja mỗi người 10%. Hôm sau, Sunny và Firoz đến một công trình bỏ hoang, gặp một tên tỷ phú do Manja giới thiệu để bán tiền giả, nhưng gã mập rất khó thuyết phục. Sunny liền bảo ông ta đưa mình hai tờ tiền thật và trộn cùng tờ 500 rupee giả của mình. Loay hoay một hồi không ai có thể nhận ra đâu là thật đâu là giả. Tên tỷ phú không do dự thêm nữa liền chốt giá trả 3 lấy 10, đặt đơn 20 triệu tiền giả, deadline trong 2 tuần. Tuy nhiên, ông ta bắt Firoz phải để lại cái túi chứa một củ tiền giả lại, coi như vật làm tin, biết thiệt thòi. Nhưng Sunny vẫn chấp nhận vì anh muốn thả con tép bắt con tôm. Nếu đơn hàng này làm thành công, anh có thể kiếm tới 6 triệu tiền thật. Thế nhưng, chi phí in một củ đã khiến cả hai đuối lắm rồi. Giờ biết kiếm đâu ra nguyên liệu để in 20 triệu đây. Hết cách, họ đành phải quay trở về tòa soạn, lôi kéo ông chú làm việc lâu năm ở đấy tham gia vào vụ in tiền. Sunny thuyết phục rằng đây là cách duy nhất để cứu được tòa soạn. In tiền giả để bán ra cũng như ta bán tranh kiếm tiền mà thôi. Thế nhưng con đường này là hoàn toàn sai trái. Chưa kể đến ông ngoại anh mà biết thì toang. Bỗng anh lôi trong túi ra một tờ tiền giả, soi tới soi lui ông chú vẫn không tin đó là tác phẩm do anh tạo ra. Để khiến ông chú tin tưởng hơn, Sunny đưa ông chú vào một quán cà phê. Tới lúc thanh toán, anh lôi tiền giả ra đưa cho phục vụ. Không những phục vụ không nghi ngờ mà còn thối lại cho anh tiền thừa. Tới đây, ông chú đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Họ bắt đầu cùng bàn công việc. Nếu muốn in số lượng lớn, họ cần phải nâng cấp máy móc và mua lượng lớn nguyên liệu. Nhưng giờ họ chẳng có một đồng xu dính túi. Tối đó, khi thấy ông ngoại mệt mỏi do mất ngủ và lo nghĩ quá nhiều, Sunny đến động viên và cố gắng làm cho ông vui lên. Ông đã yếu đi rất nhiều nhưng không đi khám bác sĩ, mà chỉ tự chữa bằng mấy chiêu ăn đường uống giấm. Vì ông ngoại mình, Sunny quyết tâm phải lo liệu bằng được vụ này. Đau đầu vì tiền, Sunny và Firoz lại quay về chỗ chủ nợ của ông để năn nỉ vay thêm. Chủ nợ nghe xong liền mỉa mai, rồi mắng cho cả hai một tràng. Nhưng ông già hắn đã ngỏ ý muốn cho vay, tuy nhiên chỉ cho thêm một tháng và muốn ăn tới 24% lãi. Sunny nghe xong liền chốt deal ngay lập tức, có nguồn vốn dồi dào. Họ liền đi tậu thêm vài chiếc máy in và cả đống thiết bị mới. Tuy nhiên loại giấy họ cần mua lại rất khó nhằn, vì nó là loại bị chính phủ hạn chế bán. Nếu mua, phải để lại đầy đủ giấy tờ và thông tin cá nhân. Vậy chẳng khác nào tự đưa cổ vào thòng lọng, không mua được thì giờ chỉ còn cách cướp trên giàn mướp. Họ đánh liều gọi Anis đến giúp mình lấy cắp trực tiếp từ nhà máy giấy trong vùng. Làm một vụ trộm nhỏ thôi mà Anis hiểu nhầm, dẫn hẳn 500 anh em hùng hổ lao đến. Cơ mà chót trả tiền thuê đám này rồi thì cũng phải chịu thôi. Trong lúc mấy ông bảo vệ đang tụ tập xem review phim, mấy trăm đàn em của Anis trùm kín mặt và xông vào trấn áp đám bảo vệ, thông báo cho tất cả biết rằng đây là một vụ cướp, nên chớ có cử động hay làm gì ngu ngốc. Dọa sợ quá nên có thanh niên chạy luôn cho đỡ sợ. Cả đám chạy thục mạng đuổi theo, chỉ để lại một mình Firoz cùng với 6 bảo vệ. Trong lúc 6 người bảo vệ kia định đứng dậy đòi lại công lý, thì rất may đám người của Anis quay lại kịp thời, đưa tất cả bọn họ vào phòng nhốt lại. Phi vụ trộm giấy bắt đầu, cả băng tiến hành gom giấy in loại 45g 1m². Sau một hồi tìm kiếm vất vả, thì cuối cùng Sunny đã tìm được nơi để loại giấy quý hiếm đó. Họ bắt đầu đưa giấy chất đầy xe tải. Sunny nhanh trí lấy thêm nhiều loại giấy khác để tránh bị nghi ngờ. Anh phải khiến vụ cướp này trông như một vụ cướp bình thường. Xong xuôi, họ thả đám bảo vệ và lên xe trở về xưởng in. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguyên vật liệu, công việc in 20 triệu rupee bắt đầu được tiến hành. Họ làm việc miệt mài không kể ngày đêm, vì có quả máy xịn nên một lần in được cả đống. In tiền vàng mã có khi còn không được nhanh như vậy. Các công đoạn lồng ghép, quét sơn thì ba chú cháu làm thủ công, cuối cùng đút vào máy giặt để sấy khô. Cứ như thế,
đống tác phẩm tuyệt diệu ra đời. Họ bọc cẩn thận bên trong giấy báo và đi giao hàng. Lần lượt từng bọc tiền được bày ra trước mặt tên tỷ phú. Hắn ta kiểm tra xong, thấy hàng ngon không tả nổi, liền đưa cho Sunny và Firoz đủ 6 triệu rupee tiền thật. Chất lượng thế này thì không có lý do gì để không hợp tác lâu dài. Phi vụ tiếp theo lại được thực hiện, lần này từ khâu sản xuất đến đóng gói hàng đã lên một level khác. Từng hộp tiền cứ chất đống còn nhiều hơn trong nhà của Hùng Bá. Từ đó công việc kinh doanh tiền giả của Sunny và Firoz phất lên như diều gặp gió. Khi liên tục nhận được đơn hàng to trà bá của các đại gia, chẳng lâu sau họ đã đủ tiền trả nợ và cứu được tòa soạn Granty của ông ngoại. Không những thế, Sunny còn bo thêm cho chủ nợ một cục tiền để dằn mặt. Giờ chuyện khó nhất là nói dối ông ngoại. Cả bọn ba hoa khởi nghiệp đủ kiểu, có lẽ ông cũng đoán được bọn này đang làm chuyện bậy, nhưng ông không muốn biết sự thật và không bao giờ hỏi lại. Khi cuộc sống của Sunny bắt đầu dư giả, anh liên lạc lại với bạn gái và hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng. Bạn gái không tin rằng anh có tiền để mời cô đến nơi xa xỉ như thế này, nên sau khi gọi món đã dúi thẻ của mình cho phục vụ, nhưng đã bị Sunny nhìn thấy. Anh hỏi cô sao lại làm vậy, thậm chí còn không cho anh xem thực đơn. Chẳng lẽ anh lại không mời nổi người yêu mình một bữa? Anh muốn cô phải trả lời thành thật. Cô ấy nói rằng giờ bố mẹ mình đang ép kết hôn và cô sẽ sớm đồng ý với quyết định đó. Sunny tỏ ra bất ngờ, nhưng trong thâm tâm anh cũng hiểu, lẽ ra mọi chuyện phải như thế. Đời anh quá nhiều drama, lên xuống thăng trầm. Cô muốn cả hai hãy enjoy cái moment này, đừng nghĩ về chuyện lâu dài. Cô có thể lo được mọi chuyện cho anh đến khi cô kết hôn và mối tình này kết thúc. Sau khi ăn xong, Sunny đứng dậy và ra quầy thanh toán, nói với nhân viên phục vụ trả lại thẻ cho bạn gái. Nhưng khi rút ví ra thấy tiền mặt không đủ, anh đã bỏ ngoài tai lời của ông nội Anis, lôi sấp tiền giả ra để thanh toán. Xui xẻo thay cho Sunny, hôm nay một nhân viên ngân hàng trung ương Ấn Độ tên là Mega, hơn 30 cái xuân xanh vẫn chưa có một ai bên cạnh, nên bị mẹ bắt đi xem mặt tại chính nhà hàng đó. Đến khi phục vụ trả lại tiền thừa, cô ngay lập tức thấy điều bất ổn về những tờ tiền đó. Cô nhanh chóng đến quầy thanh toán, đưa thẻ của mình cho Thu Ngân và bảo anh ta cho cô xem tất cả tờ 500 rupee mà nhà hàng có. Vì đặc thù công việc luôn tiếp xúc với tiền, nên cô xem xét một hồi đã lọc ra được những tờ tiền giả. Sáng hôm sau, Mega mang chỗ tiền giả đó lên ngân hàng trung ương để nghiên cứu. Khi bỏ vào máy kiểm tra tiền hiện đại nhất, tiền giả của Sunny vượt qua một cách chót lọt không vấn đề gì. Vì tờ tiền này quá hoàn hảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết, Mega quả thật còn hơn cả máy. Khi chỉ cảm nhận mà đã biết ra ngay đó là tiền giả. Rất nhanh, đồng nghiệp của cô đã thành công tách tờ tiền giả đó làm đôi. Cô nhảy số, biết ngay đây không phải do tổ chức chuyên nghiệp làm. Họ không có nguồn lực hay cơ sở hạ tầng, chỉ có máy in offset và rất nhiều tài năng. Sau phi vụ này, ông chú nghĩ việc của họ đã xong, đòi bán máy in và mực để thu lại tiền. Thế nhưng hai ông cháu này đã hoàn toàn chìm đắm rồi. Ông chú không đồng ý và muốn rút khỏi vụ này. Thế nhưng cả hai lại thuyết phục chỉ làm thêm lần chót thôi. Kiếm đâu ra lương để trả nhân viên, cả chi phí nguyên vật liệu. Chẳng mấy chốc họ lại cháy túi thôi. Sau một hồi thuyết trình thì ông chú cũng mềm lòng đồng ý. Lần cuối thôi đấy nhá. Nhưng phạm tội thì làm gì có lần cuối. Lòng tham của con người là không đáy. Những ngày sau đó, Mega liên tục tìm gặp sếp để yêu cầu điều tra về số tiền giả cô phát hiện, vì đã báo phía cảnh sát mà họ không làm gì. Vớ va vớ vẩn, ta là cảnh sát à, việc của chúng ta chỉ là nghiên cứu và hỗ trợ cảnh sát điều tra. Mega cố gắng giải thích, chỗ tiền đó, máy còn không quét ra nổi, lo sợ khi bọn họ làm chủ kỹ thuật thì sẽ trở thành thảm họa tài chính. Càng nói sếp càng tỏ ra khó chịu, đã bận bù đầu mà còn bị cô làm cho mất cả hứng, biến ra ngoài. Bên Sunny cũng nhanh chóng nhận được đơn hàng lớn, do tên khách quen làm môi giới, hắn đòi lấy 10% hoa hồng. Sunny và Firoz được mời đến hộp đêm để gặp khách sộp. Ông ta là Doshi, một nghị viên chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử. Tên này muốn đặt một lô hàng lớn chỗ Sunny. Nếu hoàn thành được đơn hàng này, nửa đời sau cả Sunny và Firoz sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Hạn giao hàng là 2 tuần, vào thời điểm mở chiến dịch tranh cử. Không những thế, cả hai phải qua bang khác giao hàng tận tay cho ông ta. Rủi ro vô cùng lớn. Suy nghĩ một hồi thì họ quyết định sẽ nhận đơn này, vì sức mạnh đồng tiền không ai có thể cưỡng chế được. Họ đã hứa cả chục cái lần cuối rồi nhưng vẫn tiếp tục làm. Hơn nữa đơn hàng lớn này có quá nhiều rủi ro. Sunny đáp không thể cứ mãi làm vài đơn hàng vặt vãnh cả đời được. Thà liều làm một đơn bự trà bá rồi rửa tay gác kiếm. Sống thì phải liều. Đang cố gắng thuyết phục ông chú thì Firoz thông báo số giấy còn lại không đủ làm, không thể đi trộm mãi được. Lần này Sunny nảy ra một ý tưởng lớn hơn, họ quyết định mua giấy một cách hợp pháp. Firoz đưa ông của mình đi đăng ký giấy tờ tùy thân, không quên thêm chút bôi trơn cho nó nhanh gọn, rồi thành lập một công ty đứng tên ông. Sau đó bắt đầu vào giai đoạn tuyển nhân viên xinh tươi cho công ty mới của mình, lấy tên là nhà xuất bản MKG. Tiếp theo, Firoz và Anis đi lo phần mua giấy in. Họ đến nhà máy giấy gặp ông chủ ở đấy và giới thiệu mình cần giấy để làm danh bạ doanh nghiệp dành cho nghệ sĩ và kỹ thuật viên phim. Vì họ đã có công ty đàng hoàng nên việc được cấp giấy phép của chính phủ là một điều dễ dàng. Có nguồn giấy in dồi dào mà không phải đi trộm cắp, Sunny và Firoz bắt đầu lao vào chuẩn bị đơn hàng của vị khách sộp kia. Mà đâu hay biết rằng kiếp nạn của anh sắp tới. Một hôm, Mega đang trên đường đi làm,
bỗng nhận được email thông báo rằng có một đơn vị đặc nhiệm chống tiền giả đang tuyển người phục vụ cho công tác điều tra. Cô lập tức xin ông sếp tiến cử mình. Họ cần mỗi bộ ngành góp một người. Mega biết sếp lo lắng sẽ mất đi nhân sự nên bảo em chỉ đi dăm bữa nửa tháng thôi. Thành công có được sự tiến cử của sếp mình, Mega nhanh chóng đến chỗ đội đặc nhiệm để ứng tuyển. Cơ sở làm việc của đội đặc nhiệm này cũng sơ sài quá rồi. Bước lên cầu thang thì có một cánh cửa thần kỳ, phòng chờ thì như một nhà kho bỏ hoang. Mega đã phải chờ quá lâu trong khi chỉ có mình cô đến ứng tuyển. Cô bực mình lao thẳng vào trong phòng của thanh tra đứng đầu đội đặc nhiệm, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cô đưa ra con chip CT600 trước mặt thanh tra và đưa hồ sơ xin gia nhập đội điều tra chống tiền giả. Đọc hồ sơ của cô, thanh tra thắc mắc, sao một người giỏi như cô lại đi làm nhân viên công chức nghèo? Tôi có thể kiếm được bộn tiền khi làm ở công ty lớn, nhưng ở đó đâu thể phục vụ cho đất nước. Sau đó flex ra hàng loạt những thành tích mình đã đạt được, và CT600 mà đội đặc nhiệm đang cần chính là thành tựu lớn nhất mà cô đã góp phần tạo ra nó. Nghe xong, thanh tra liền sai người đưa cho cô một mẫu tiền giả. Cô chụp lại và ngay lập tức phát hiện được lỗi trên tờ tiền. CT600 là con chip có thể gắn vào bất kỳ thiết bị nào. Vậy là cô được nhận vào đội đặc nhiệm ngay lập tức. Nói về thanh tra, anh ta tên Michael. Trước đây, nhóm của Michael chỉ là một đội nhỏ trong sở cảnh sát. Một hôm, đội của anh nhận được nhiệm vụ đi triệt phá một đường dây buôn bán tiền giả xuyên quốc gia. Anh và đồng đội tiến vào trong chuẩn bị đột nhập vây bắt tất cả những ai liên quan. Ban đầu, đội của anh đã thành công bao vây và áp chế được bọn tội phạm. Cầm đầu là Mansour, một ông trùm buôn tiền giả khét tiếng xuyên lục địa. Hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mà còn cà khịa Michael. Khi vừa đưa Mansour ra ngoài chuẩn bị lên xe áp giải về đồn, thì đã bị đám đàn em của hắn phục kích bất ngờ. Thế là một trận đấu súng khốc liệt diễn ra ngay tại khu phố, khiến nhiều đặc vụ cùng thường dân thiệt mạng. Trong lúc hai bên hành nhau ra bã thì Mansour cùng Bailan, cánh tay phải của ông ta, nhân cơ hội chuồn mất. Michael và đồng đội tức tốc đuổi theo. Không lâu sau, cấp dưới của anh đã chặn đầu được Mansour, nhưng do một giây mất cảnh giác mà đã bị ông trùm lấy mũ bảo hiểm quật cho vêu mồm, sau đó cướp súng bắn chết. Michael chạy đến thì đã quá muộn. Nhìn người đồng đội gắn bó cùng mình bấy lâu nay ngã xuống mà trong lòng nóng như lửa, thề phải trả được mối thù này. Michael trước đây cũng đã tình cờ gặp mặt Mega khi đến tìm sếp tại cuộc hội thảo kêu gọi triển khai con chip CT600 của Mega. Nó có thể dò ra tiền giả với độ chính xác gấp 50 lần so với loại truyền thống. Hơn nữa còn có thể tương thích với nhiều thiết bị. Các thành viên trong cuộc hội thảo chỉ tham gia cho có, chẳng hề quan tâm, lại còn lôi ra chế giễu. Riêng chỉ có Michael là nghiêm túc và có ý định đưa phần mềm của cô vào để phục vụ công tác điều tra. Cuối buổi, anh xin bộ trưởng cho phép thành lập một đội chuyên biệt. Tại vì trước đây cứ phải hợp tác nhiều ban bệ, nhưng chẳng bên nào tận lực. Ông ta cho rằng, tiền giả bây giờ không phải vấn nạn duy nhất, mà còn nhiều thứ khác quan trọng hơn, nên không thể phái thêm người cho vào đội của Michael được. Ông ta chỉ quan tâm duy nhất đến cuộc bầu cử sắp tới. Tối hôm đó Michael lại gọi điện xin thêm lần nữa nhưng ông ta không nghe máy. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Michael liền gửi cho ông ta một loạt những tấm hình mát mẻ, không ngoài dự đoán. Đếm 321 là gọi đến liền. Mất trí rồi hả đồ khốn? Làm ơn duyệt cho tôi lập đội đi, lại còn dám uy hiếp tôi. Liệu mà xóa ngay đi, không tôi sẽ cách chức anh, cho anh biết thân biết phận. Hết cách, Michael đe dọa lại luôn sếp của mình, dọa sẽ đem mọi bê bối mà trước đây anh từng giúp ông ta lấp liếm phơi bày ra hết. Vị trí mà ông có được ngày hôm nay đều nhờ tôi đấy. Nếu không có tôi thì giờ này ông bị thông đít trong tù rồi. Đang bon mồm thì buột miệng chửi ông ta là lão khốn, sau đó ngại ngùng tắt máy. Hôm sau, Michael lên văn phòng gặp lại sếp và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chửi ông á, ông có chắc không vậy? Có lẽ túi quần tôi trà vào và bấm nhầm số và tự gửi ảnh. Xin ông tha thứ, ông vẫn cay thì cứ quất tôi đi. Ông sếp quá mệt mỏi với chiêu trò của anh rồi nên hỏi luôn anh muốn gì. Nhưng câu trả lời vẫn cứ là phê duyệt cho anh lập đội. Thế nhưng, chuyện duy nhất ông ta quan tâm lúc này chính là thắng vụ bầu cử. Chính xác, nếu nhiệm vụ này thành công thì ông thắng chắc. Tôi hứa sẽ cho ông lên báo một cách quách xà lách, sát thủ tiền giả, người bảo vệ tiền bạc quốc gia, kèm ảnh bảnh trai của ông bên cạnh. Nghe cũng bùi tai, nên tối đó ông ta gọi Michael, nói sẽ duyệt với điều kiện phải lên báo thật quách trước cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, sẽ lên trang nhất kèm hình luôn. Nghe xong thấy hết sảy con bà bảy nên duyệt luôn cho anh thành lập đội, sẽ có đại diện từ mỗi bộ ngành, và xóa hết chỗ ảnh đấy đi, đồ khỉ. Sau khi nhận được sự đồng ý của sếp, anh liền tìm đồng đội cũ của mình đến để thông báo tin vui này, ra lệnh huy động thành viên mỗi bộ một người, thành lập biệt đội chống tiền giả và bắt đầu vào việc truy lùng Mansour. Michael không quên nhắc đồng đội của mình về CT600 mà hôm trước anh nghe được từ buổi thuyết trình của Mega. Anh cần thứ đó cho đội của mình, cho nên khi Mega đến ứng tuyển và đem đến chiếc CT600, Michael đã không ngần ngại mà đồng ý cho Mega vào làm việc luôn trong đội. Thông thường, các tập đoàn tội phạm sẽ in tiền giả ở nước ngoài. Chúng có cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại, hơn nữa còn có cả chính phủ chống lưng nên luật pháp Ấn Độ vô dụng với chúng. Sau đó mới tuồn vào Ấn Độ theo nhiều con đường, có trời mới biết chúng ở đâu. Nhưng điều quan trọng là phải ra được đúng thị trường. Vậy nên phân phối là xương sống của ngành này. Chúng có mạng lưới vận hành trơn tru, đứng đầu tổ chức tiền giả tại Ấn Độ là Mansour. Ngoài ra, còn có hai tay sai đắc lực của hắn là Jitu Kaka và Bailan.
Tuần làm việc đầu tiên của Mega đầy chán nản, vì nguyên tuần không có ai giao việc cho mình. Ngồi chán chê, Mega lại lôi mấy tờ tiền giả ở nhà hàng ra, sau đó lên danh sách các xưởng in gần nhà hàng đó, để viết báo cáo nộp cho Michael, xin lệnh của sếp để được điều tra vụ này, tiền hai mảnh ghép lại. Công nghệ thấp, chỉ là của dân nghiệp dư, sếp bảo vụ này bây giờ không phải ưu tiên hàng đầu, họ đang phải lo một vụ lớn hơn, đó là tóm gọn được băng đảng của Mansour, để ngăn chặn hàng trăm triệu rupee vào Ấn Độ, mấy đồng lẻ có đáng là gì? Nói xong liền đứng dậy đi họp, Mega không cam tâm, đợi đến khi mọi người đi hết liền mở ngăn bàn của sếp ra, lấy trộm con dấu đóng vào tờ giấy phép khám xét, sau đó đến sở cảnh sát xin cử một đội đi khám xét với mình, xui thay tất cả các đội đã được cử đi làm nhiệm vụ khác, chỉ còn mình cảnh sát trưởng, cô nhanh trí nói nếu cảnh sát trưởng đi theo khám xét cùng mình thì cô sẽ mời ông ta uống Starbucks, cảnh sát trưởng liền đồng ý, hai người đã đi một vòng Mumbai, gần hết danh sách rồi mà vẫn chưa thấy điều gì khả nghi, cảnh sát trưởng mệt mỏi đòi về nhà, nhưng Mega nói đi nốt chỗ cuối cùng này thôi, chỗ cuối cùng trong danh sách lại chính là tòa soạn Granty của Sunny, ba chú cháu đang mải mê photocopy, thì nghe tiếng xe cảnh sát tới, cả đám cuống hết cả lên, giờ mà tắt máy in thì rất mất thời gian bật lại, mà mai là đến hạn giao hàng rồi, họ cần thêm 15 phút để in mẻ cuối cho đủ số lượng, giờ chỉ còn cách tắt hết đèn và làm trong bóng tối, để Mega nghĩ tòa soạn đóng cửa rồi, nhưng không may, ông cảnh sát vừa hỏi xung quanh được số của ông chú, do không biết ai gọi đến nên ông chú đã bắt máy, Mega ở đầu dây bên kia lệnh cho ông chú phải đến mở cửa, dù đã cố viện đủ mọi cớ, đau bụng đau mắt đau mông, nhưng không được, hết cách, ông chú đành phải chạy ra câu thì giờ để bên trong có thời gian in đủ tiền, nhưng không ngờ, Mega lại nghe thấy tiếng động trong tòa soạn. Cô đi về phía cửa chính, may mà vào lúc cô đến sát bên cửa thì lô tiền giả cuối cùng đã in xong, Sunny và Firoz vội vàng tắt máy in và ôm đống tiền giả đi giấu. Bên ngoài, Mega vẫn một mực đòi ông chú mở cửa để vào kiểm tra, biết không thể biện thêm lý do nữa ông chú đành phải mở cửa cho cô vào. Mega kiểm tra rất kỹ càng, cầm đèn pin soi từng ngóc ngách một, Sunny bỗng nhiên nhớ ra vài lô tiền bị lỗi vứt trong thùng rác, nếu bị phát hiện thì bọn họ có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Thấy tình huống nguy cấp, Sunny liều mạng tiến ra ngoài cầm cờ lê đứng phía sau Mega. May thay cho cả hai, lúc chuẩn bị phát hiện thì Michael gọi điện mắng cho một trận tơi tả, vì dám giả giấy tờ khám xét, cô lập tức xin lỗi sếp và vội vàng rời đi, thấy Sunny lăm le cây cờ lê trên tay, Firoz không khỏi bàng hoàng, cậu đã định giết cô ấy à, cậu điên à, suýt thì toi, cả bọn lại bắt tay vào làm việc, cắt nốt đống tiền vừa in xong và chuẩn bị đóng hộp, đang làm dở, Sunny phát hiện ông ngoại mình đã ở tòa soạn từ lúc nào không hay. Ông nghe thấy tiếng ồn phát ra từ tòa soạn, đến nơi thì thấy đống tiền giả của Sunny đang để trên bàn, trong lúc cấp bách không biết giải thích thế nào, anh ấp a ấp úng chỉ biết im lặng, bỗng nhiên, ông lại nói một câu khiến anh vừa lo vừa mừng, chắc là ông đã cất nó trên kia, ông cứ quên đủ thứ, nên cháu cầm lấy và đi trả nợ đi, ta vẫn còn có thể cứu được tờ báo, tùy cơ ứng biến. Anh vội đáp lời của ông ngoại là sẽ đi ngay, và bảo Firoz dẫn ông về phòng nghỉ ngơi. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không nghĩ ông mình đã quên đến mức này, tưởng rằng Sunny sẽ lo lắng cho ông và dừng việc này lại. Nhưng sức mạnh của đồng tiền quá lớn, anh bảo rằng đây là dấu hiệu của Thượng Đế ban cho mình. Cảnh sát đến mà anh không bị bắt, ông ngoại thì chẳng nhớ gì, đó là dấu hiệu của việc đi đúng đường. Thế là phi vụ vẫn tiếp tục được tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Sunny và Firoz bắt đầu quãng đường đi ship hỏa tốc tiền giả. Xe đang bon bon trên dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương, mà xe đang đi lại tắc đường. Họ dừng lại ở chốt kiểm tra an ninh, phải xuất trình giấy tờ và cho bảo vệ ở đấy xem bên trong xe có gì. Sunny mở thùng xe ra và bảo ở đây chỉ toàn danh bạ. Bảo vệ ở đấy vẫn không yên tâm, muốn tự mở một thùng ra xem. Sunny toát cả mồ hôi, cố ý làm tiếng động tại một thùng giấy khác. Bảo vệ nghe tiếng chai lọ, lập tức kêu anh mở thùng đó ra. Thì ra bên trong là rượu lậu. Anh gọi bọn họ ra một góc và thương lượng, chốt deal 6 chai rượu ngoại và 30.000 rupee tiền mặt. Nghề shipper của anh lại tiếp tục bắt đầu. Cuối cùng cũng đến chỗ hẹn, cả hai lần lượt bê từng thùng tiền xuống và trao đổi với Doshi một cách nhanh gọn lẹ. Cuộc giao dịch diễn ra chưa đầy 2 phút, sau đấy Firoz còn đòi thêm tiền mà mình phải bỏ ra mua mấy chai rượu, rồi dùng tiền đấy vào bay lắc ba sàn. Hai anh quẩy banh nóc tận hưởng phút giây mình trở thành tỷ phú. Chưa vui được bao lâu, khi về đến tòa soạn, cả hai thấy cửa mở toang, tưởng đó là ông chú mở nên định vào để báo tin vui. Ai ngờ bước vào thì bên trong là ông ngoại đứng cạnh đống tiền giả làm thừa. Thì ra ông chú vì lo cho ông ngoại, không chịu nổi nữa nên mới nói hết sự thật. Vì đây là nơi ông xem như đền thờ, mà cháu mình lại phạm tội một cách trắng trợn như thế, chả khác nào báng bổ ông cả, không những thế còn lợi dụng lúc ông bị bệnh hay quên để làm việc này. Ông rất đau lòng và thất vọng về cả hai, cháu còn tệ hơn cả bố cháu. Sunny và Firoz bị đuổi hết ra ngoài, bọn họ như từ trên trời rơi xuống đất, không biết con đường tiếp theo phải đi thế nào. Sunny hết cách đành quay trở lại nghề nghiệp trước kia của mình là bán tranh. Anh bịp khách hàng của mình rằng đó là tranh của một họa sĩ nổi tiếng người Bỉ và bán nó với giá 2.000 rupee. Bán được tranh xong liền hẹn ông chú ra quán cà phê hỏi về tình hình của ông ngoại.
Nhưng ông chú bảo sau chuyện bậy mà họ đã làm, thì ông ngoại sẽ chẳng dễ dàng mà bỏ qua đâu. Nhưng hàng tuần cứ về xin lỗi ông đi, rồi có ngày ông sẽ nguôi giận thôi. Nhưng trong thâm tâm Sunny, anh thấy mình chẳng có lỗi lầm gì cả, vì anh chỉ muốn giúp ông ngoại của mình cứu tòa soạn. Ông chú nghe xong chán chả buồn nói. Quay trở về tòa soạn, ông chú tìm khắp nơi nhưng không thấy ông ngoại Sunny đâu. Hỏi mọi người thì chẳng ai biết, đoán là ông đã bỏ đi rồi. Liền nhấc máy gọi cho Sunny về tìm ông, tìm mọi ngóc ngách trong thành phố vẫn không thấy. Cuối cùng họ đành phải đến sở cảnh sát báo tin. Vì đợi mãi không thấy đơn của mình được tiếp nhận, anh xông thẳng vào phòng của sếp làm loạn lên, bắt sếp phải ra lệnh cho người tìm kiếm ông ngoại ngay. Anh lớn tiếng chửi sếp chỉ biết ăn tiền của người lao động nghèo khổ nhưng chẳng làm được gì. Nghe xong sếp tự ái và ra lệnh bắt tạm giam cả Sunny và Firoz. Ngồi phòng giam được một lúc thì ông chú đến bảo lãnh cho hai người ra. Báo tin là tìm được ông ngoại rồi. Ông ngoại đi lang thang ở hẻm và quên đường về. Sunny về đến tòa soạn lập tức đến phòng của ông. Nhưng ông đã không còn nhớ gì cả. Ký ức của ông cứ dần phai nhạt đi. Thấy không ổn, Sunny và Firoz biết rằng mình phải đưa ông ngoại đi khám xem bệnh tình thế nào. Để còn biết mà chữa, nói là làm. Sáng sớm hôm sau, họ đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra. Theo chẩn đoán ban đầu, có vẻ đây là sa sút trí tuệ não mạch. Giải pháp duy nhất bây giờ là phẫu thuật. Nhưng ông đã tuổi cao sức yếu, khả năng thành công là rất ít, nên cần phải có chuyên gia nhúng tay vào. Nhưng họ không có bảo hiểm y tế, tiền thì dần hết và phải mất ít nhất một tháng để bệnh viện có thể sắp xếp chuyên gia mổ cho ông. Trong lúc đó nếu có chuyện không may xảy ra thì cũng chả làm gì được. Bệnh viện giờ chỉ còn cách giữ ông lại nốt tối hôm nay và sáng mai trả về. Khi về đến tòa soạn, Sunny lập tức chạy lại ôm và xin lỗi ông về tất cả mọi thứ mà mình đã làm. Thấy Sunny ôm chặt đến mức mình không thở nổi, ông đành miễn cưỡng tha thứ cho Sunny, nhưng trong lòng ông vẫn rất buồn, và Sunny biết điều đó. Phía bên Michael, sau khi triển khai City 600 do Mega phát minh ra, mọi ngân hàng và tổ chức tài chính đã sử dụng và lắp đặt nó, nên mỗi khi phát hiện tiền giả, trung tâm dữ liệu sẽ có thông tin chi tiết, bắt gặp tiền giả ở khắp mọi nơi, có ở mọi thành phố lớn. Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu. Mega còn có ý tưởng khác, đó là một ứng dụng khác do cô làm ra, có thể cài vào mọi thiết bị di động, người dân có thể tự mình dò ra tiền giả, và như thế chiến dịch chống tiền giả được bắt đầu. Michael nghe kế hoạch xong duyệt ngay và mở tiệc ăn mừng chiêu đãi cấp dưới của mình. Kế hoạch của nhóm Michael đã thành công rực rỡ, khi giờ đây mọi báo đài đều đưa tin đã ngăn chặn, triệt phá được hàng trăm đường dây mua và sử dụng tiền giả. Số tiền giả lưu thông trên thị trường giờ đây đã giảm đi đáng kể. Chịu ảnh hưởng lớn nhất là ông trùm Manso. Tiền giả của ông ta không thể qua mắt được máy quét gắn chip mới, làm cho việc buôn bán tiền giả của Manso lâm vào đường cùng. Hơn nữa cả Ấn Độ đang giáo giết truy lùng dấu vết của hắn. Lúc này, một tên tay sai cầm tờ tiền của Sunny đưa cho Manso và bảo hắn ta bỏ vào máy quét. Ban đầu hắn còn không nghĩ đây là tiền giả, tờ tiền liền thông qua một cách dễ dàng, nhận ra đây chính là cơ hội để cứu vãn tình hình. Manso ngay lập tức cho người đến nhà bắt cóc Sunny và Firoz. Sunny bị bắt cóc, trói tay chân, bịt kín đầu và bị nhốt sau xe ô tô. Chúng đưa anh đi một quãng đường dài ngoằn ngoèo như điện tâm đồ, vượt biên, đưa qua tận Jordan. Đến nơi, chúng nhốt cả hai vào một căn phòng. Trong lúc hai người đang hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, thì một tên bước đến tháo mũ trùm đầu của Sunny. Trước mặt anh chính là tờ tiền giả siêu phẩm. Manso hỏi ai đã cung cấp cho mày loại tiền này. Chúng tôi tự cung tự cấp tự phân phối. Thấy xạo xạo, Manso lệnh đàn em bắn bỏ mẹ Firoz để xem còn già mồm không. Sunny vô cùng sợ hãi, liên tục khẳng định tờ tiền đó do mình làm, Firoz không liên quan gì hết. May mà đạn không bắn trúng người Firoz, vì anh ta cứ nhảy loạn xạ hết cả lên. Manso lại lệnh cho người đưa Sunny ra ngoài nói chuyện. Tao chưa thấy thằng nào in tiền mà nghèo như mày. Rồi bảo đàn em đưa Sunny tờ tiền giả của mình. Anh ngắm nghía một hồi rồi đáp, hình mờ sai rồi. Những đường trên đầu Gandhi thì bị đè chồng lên nhau, hình in nhỏ thì quá tệ, cần một họa sĩ để phác ra những chi tiết đấy. Manso không còn nghi ngờ gì nữa, nhận ra anh là một thiên tài, liền dùng đủ mọi cách để lôi kéo Sunny tham gia vào con đường buôn tiền giả với mình. Hắn ta sẽ lo mọi chi phí sản xuất và buôn bán, Sunny chỉ việc thiết kế và ôm bộn tiền sống đến cuối đời. Nhưng Sunny lúc này chỉ lo cho ông ngoại mà thôi, vì anh mà ông đã đổ bệnh đến mức này, nên không đời nào anh quay lại con đường tội lỗi đó nữa. Thấy Sunny rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hắn ta liền lật mặt như bánh tráng, đe dọa sẽ giết cả gia đình Sunny, đốt tòa soạn Granty, hủy hoại mọi thứ mà anh quan tâm. Hết cách, Sunny chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận lời đề nghị làm ăn của Manso, sau đó hai người mới được thả về. Cứ thế, Sunny và Firoz lại đâm đầu vào vết xe đổ của chính mình. Lần này, họ phải thiết kế tờ tiền có mệnh giá lớn hơn, là 2.000 rupee, vì Manso sở hữu toàn thiết bị tân tiến, khiến cho việc in ấn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nguyên liệu thì chẳng thiếu thứ gì, cơ sở in của Manso có giấy giống hệt loại giấy mà chính phủ Ấn Độ dùng, nên vấn đề lớn bây giờ là thiết kế. Tờ 2.000 rupee này chính là một kiệt tác, thiết kế của nó phức tạp hơn các tờ khác nhiều, mức độ chi tiết đã ở một tầm cao mới, có đến 17 kiểu chữ khác nhau với 14 kích cỡ khác nhau, gần như không thể nào làm giả, nhưng chỉ là gần như thôi, chẳng có thứ gì làm khó được Sunny. Qua vài lần thử nghiệm thất bại, không lâu sau, bọn họ đã thành công copy được tờ tiền giả hoàn hảo nhất, qua mặt được loại máy quét mới. Ông trùm Manso lúc này vô cùng mừng rỡ, công nhận tài năng kiệt xuất của Sunny và mở tiệc chiêu đãi họ.
Mansoor giới thiệu Sunny và Firoz với cánh tay phải tay trái của mình, đó là Baylan và Jitoo, hai kẻ điều hành toàn bộ việc làm ăn của hắn. Mansoor đưa tờ tiền cho Baylan xem thử, đúng là kiệt tác, chẳng phân biệt được luôn, lập tức bảo Mansoor có thể tung tờ tiền này ra thị trường bất cứ lúc nào vì nó quá hoàn hảo, có thể khôi phục lại việc làm ăn đang trên bờ vực thất bại. Sunny đồng ý và bắt tay sản xuất lô tiền giả giá trị lớn, để ông trùm tung ra thị trường Ấn Độ. Michael lúc này vừa nhận được mật báo về Baylan, người của Mansoor đang trên đường trở về Bangladesh, Ấn Độ. Anh lập tức huy động tất cả các bộ để truy bắt hắn, theo dõi 24/7. Không lâu sau, người của Michael đã dò ra Baylan. Michael liên hệ ngay với đội tình báo tại nơi Baylan đang tới, muốn họ giúp chiến dịch của mình. Hai bên hẹn gặp nhau bàn kế hoạch tác chiến. Họ muốn làm vụ này thật đơn giản, không giao tranh, lập kế hoạch đánh nhanh rút gọn. Hôm nay hắn đến biên giới Ấn Độ để gặp tay buôn lậu tên là Titu, vì đây là địa bàn của tên này. Bọn chúng thường dùng tuyến đường này để chuyển hàng lậu vào Ấn Độ. Hiện tại, đội tác chiến đang núp lùm chờ thời cơ vây bắt chúng. Baylan lúc này đang cùng Titu lên đường kiểm tra tuyến đường vận chuyển. Hắn phải đảm bảo rằng tuyến đường an toàn để hàng có thể chuyển vào chót lọt vào tuần tới, vì đây là lượng hàng khủng nhất từ trước tới giờ. Đi được một đoạn, Baylan nghi ngờ hỏi hắn ta đã đi đoạn đường này bao giờ chưa? Tuyến quen của tôi mà, rất an toàn. Đồ ngu, tao đã dặn đi dặn lại là phải đi đường mới rồi, đi đường cũ quá mạo hiểm. Baylan lập tức xuống xe kiểm tra, hắn phát hiện ngay vết xe của quân đội đã từng đi qua nơi này, nguy hiểm đang trực chờ hắn ở phía trước. Baylan lệnh cho đàn em quay xe chạy trốn. Michael và đội tình báo phát hiện Baylan đã đổi tuyến đường. Michael muốn thay đổi kế hoạch, nhưng đội tình báo không muốn liều mạng nên báo hủy kế hoạch tác chiến. Michael không muốn để mất miếng mồi ngon, nên lợi dụng lúc chỉ huy đội tình báo không để ý đã cướp xe của họ. Chỉ huy lúc này không còn lựa chọn nào nữa, liền lệnh cho đội tác chiến bám theo xe của Baylan. Hai bên giáp mặt nhau, cuộc nổ súng diễn ra náo nhiệt. Baylan quay đầu xe bỏ trốn nhưng không thành, do Michael là một tay lái lụa, anh đã ép đối thủ vào đường cụt. Baylan hết cách đành xuống xe núp và bắn đạn tùm lum về phía Michael. Titu thấy lần lượt từng người của bên mình nằm xuống, liền sợ hãi và đầu hàng. Baylan không cam tâm nên vẫn chạy trốn. Rất may Michael và người của anh sau một hồi mèo vờn chuột gay cấn đã đuổi kịp, bắt sống được Baylan, cho hắn ta lãnh vài cú đấm, và bài nhạc còng số 8 siết tay anh được cất lên. Khi biết tin Baylan đã bị cảnh sát tóm được, Mansoor lo sợ rằng Baylan sẽ bán đứng hắn. Không ngờ chuyện này đã đến tai những ông to bà lớn đứng sau Mansoor. Một người phụ nữ tên Saira đại diện cho ban lãnh đạo, đến tận nơi tra hỏi và dọa sẽ thế chỗ của hắn nếu như tiếp tục làm hỏng việc. Biết công việc của mình sắp tiêu tan, Mansoor chỉ đành hứa sẽ cố hết sức để cứu vãn tình hình, vì nếu không rất có thể hắn sẽ bị ban lãnh đạo thủ tiêu. Baylan bị giam tại một khu nhà bỏ hoang không ai biết. Michael dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để dụ Baylan nói ra nơi ở của Mansoor, nhưng nhận lại là ngón tay giữa. Thấy Baylan bố láo quá, nên Michael tặng cho hắn một viên kẹo đồng vào chân, cho biết thế nào là lễ hội, còn kêu nữa là cho bay luôn chân giữa. Cuối cùng hắn cũng khai ra có loại tiền giả mới trong ví. Michael lập tức lấy mấy tờ 2.000 rupee ra ngắm nghía, mà không tin vào mắt mình. Trở về trụ sở, Michael và Mega lôi máy quét ra kiểm tra. Anh còn tưởng là máy hỏng. Mega lần này còn không phân biệt được thật giả, nó gần như hoàn hảo. Họ gọi đây là tiền siêu giả, phải chặn đứng được đường dây của Mansoor trước khi hắn tung tiền này vào Ấn Độ. Khi đó thì thật giả lẫn lộn không ai có thể phát hiện ra được nữa. Mấy ngày sau, Michael đến bệnh viện để công tác tư tưởng cho Baylan và bảo rằng hắn phế rồi, giờ hắn có được thả tự do thì cũng sẽ bị diệt khẩu mà thôi. Michael hứa sẽ làm hết sức để cứu hắn ta, chỉ cần hắn hợp tác nói ra hết những tội ác mà Mansoor từng làm. Baylan nghe hợp lý, liền khai về người làm ra những tờ 2.000 rupee hoàn hảo cho Mansoor. Hắn chỉ biết mật danh của cậu ta là họa sĩ, và gần đây Mansoor từng đến Mumbai. Tay họa sĩ giờ rất thân với Mansoor, nên chắc chắn Mansoor đến đó tìm hắn. Nếu bắt được họa sĩ, thì Mansoor sẽ mất trắng chuyện làm ăn. Michael cần thông tin liên tục về Mansoor, và biết chắc chắn rằng Baylan có tay trong, được cắm vào chỗ của Mansoor. Baylan đã chấp nhận liên lạc với người của hắn, với điều kiện họ phải bảo vệ hắn cùng tên tay trong. Sunny giờ đây vẫn không biết mối họa to lớn đang càng ngày càng gần đến với mình. Lúc này anh đang kể cho ông ngoại về đối tác làm ăn mới, nói dối rằng Mansoor là người tốt, nếu anh duy trì công việc này ổn thỏa thì họ sẽ không bao giờ phải lo đến chuyện tiền bạc nữa. Ông ngoại bất ngờ vì cuối cùng Sunny cũng chịu nghe lời mình, nhưng ông chú ở xưởng in thì không tin anh nổi, hỏi cặn kẽ từng chi tiết về đối tác làm ăn mới của Sunny. Nghe xong liền đoán Sunny lại dây vào rắc rối, nhưng ông chú cũng không để tâm lắm vì lúc này đã có tin từ bệnh viện, họ đã tìm được chuyên gia để phẫu thuật cho ông ngoại. Họ thắc mắc tại sao lại có thể tìm được chuyên gia một cách dễ dàng như vậy, đến cả bác sĩ cũng không tin. Một chuyên gia lừng danh tự gọi tới bệnh viện và bảo sẽ đích thân mổ ca này, đây đúng là phép màu, vì thường thì phải đặt lịch trước tận vài tháng, hơn nữa viện phí đã trả trước đủ 100% rồi, giờ chỉ cần chăm sóc cho ông ngoại và chờ đến ngày phẫu thuật thôi. Thì ra đây là một món quà lớn mà Mansoor tặng cho ông ngoại của anh.
hắn ta muốn người của mình vô ưu vô lo, còn mọi việc ông ta có thể lo được hết. Cuối cùng cũng đến ngày mổ, ông ngoại sợ phí tiền bạc muốn từ chối ca phẫu thuật, nhưng Sunny bảo ông không cần lo, bác sĩ phẫu thuật cho ông là một người cực kỳ giỏi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong lúc mọi người ở tòa soạn đến thăm ông thì Manso xuất hiện. Sunny giới thiệu Manso với ông mình. Manso liền lập tức đóng vai con ngoan trò giỏi, nói rằng khi biết tin ông Sunny bị bệnh đã vội đến thăm ngay. Tân bốc với ông về Sunny, rằng Sunny là họa sĩ thiên tài nhất mà Manso từng gặp, và nói rằng mình yêu quý tờ Granty, và còn từng mua tranh của ông nữa. Hắn ta đã thành công lấy được sự tin tưởng của ông ngoại. Nói chuyện xong, hắn xin ra ngoài bàn chuyện làm ăn với Sunny. Manso đã bất chấp tất cả để về lại Ấn Độ gặp Sunny, kể công những gì mà hắn đã từng giúp anh ấy. Hóa ra chuyện giúp ông của Sunny chỉ nằm trong kế hoạch của hắn. Sau đấy vào thẳng luôn vấn đề. Bây giờ Bailan đã bị bắt vì bất cẩn, khiến cho mọi tuyến vận chuyển đều nguy. Tiền thì tồn trong kho không mang ra ngoài tiêu thụ được. Sunny biết giờ mình phải báo ơn Manso. Bất cứ thứ gì có thể giúp được thì anh sẽ giúp. Manso liền nói kế hoạch của mình cho Sunny, rằng có một ban chống tiền giả đang giáo giết truy lùng hắn. Giờ chỉ có một cách để đi trước họ một bước, là thâm nhập ban đó để có thể biết được mọi đường đi nước bước của họ. Như thế mới có thể mang tiền vào Ấn Độ. Dù ông chú và Firoz một mực ngăn cản, nhưng giờ tâm trí của Sunny đã bị dục vọng chi phối, khiến anh đánh mất tính thật thà vốn có của mình. Anh không quan tâm Manso là rắn độc hay không, cái anh ta quan tâm là Manso ở phe của mình. Ông chú vẫn nhất quyết thuyết phục Sunny bằng được rằng khi xong việc Manso sẽ lộ bộ mặt thật và phản bội Sunny, nhưng anh vẫn đứng ra bảo vệ Manso đến cùng và cãi nhau với ông chú. Biết rằng Sunny đã thay đổi, ông chú không nói gì nữa và quay mặt bỏ đi. Biết mình bây giờ không thể quay đầu, Sunny nhấc máy gọi cho người quen, xin thông tin của những người có trong đội chống tiền giả đó để lên kế hoạch tiếp cận. Với những thông tin mà người bạn cung cấp, anh đã tiếp cận được Mega, nhân viên cốt cán trong đội đặc nhiệm. Anh cố ý đứng đợi cô chỗ quầy bar để tiếp chuyện, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai và tài năng ăn nói hài hước, anh đã có được thiện cảm của cô. Hai người rủ nhau ngồi cùng bàn và tâm sự tuổi hồng. Sunny chém gió rằng tên anh là Sandeep, hiện tại đang kinh doanh. Sau một hồi anh giải thích thì Mega vẫn không hiểu anh kinh doanh cái gì. Sandeep nói phải có căn mới hiểu được. Đang nói chuyện rôm rả thì Mega có cuộc điện thoại. Qua đó, Sunny biết Mega đang gặp rắc rối về chuyện thuê nhà. Anh nhanh trí nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, nói rằng anh quen một người môi giới có thể tìm được nhà cho cô. Mega không nghi ngờ gì, nhanh chóng nhận lời giúp đỡ từ người bạn mới quen. Hai người trao đổi cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Quay trở về chỗ Firoz, họ lập tức lên kế hoạch lợi dụng Mega. Không lâu sau, Sunny đã tìm được căn hộ mới và giới thiệu cho Mega đến căn hộ đó xem thử. Mega vừa bước vào đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Địa điểm hoàn hảo, giá thuê hoàn hảo, không có gì để chê hết. Trong lúc Mega đang bàn chuyện hợp đồng với chủ nhà, Sunny lấy cớ điện thoại hết pin để mượn điện thoại của cô gọi điện cho đối tác làm ăn. Lợi dụng trong lúc cô đang qua xem phòng ngủ, Sunny đã cài một ứng dụng theo dõi vào máy Mega. Đúng lúc Mega đến gần thì đã cài đặt hoàn tất. Cô lấy lại điện thoại mà vẫn không nghi ngờ gì. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Không những thế, cô còn cảm ơn anh vì đã giúp mình tìm được nhà. Anh liền ngỏ ý muốn hẹn hò với cô và cô đồng ý. Sau đó cả hai mới chào tạm biệt nhau. Mega không biết rằng giờ đây Sunny đã có thể theo dõi được tất cả mọi thứ trên điện thoại của mình. Có được mọi thông tin trên điện thoại của Mega, Sunny và Manso bắt đầu lập kế hoạch. Họ sẽ đi trước đội đặc nhiệm một bước vì đã có được mọi thông tin. Manso bắt đầu vận chuyển tiền giả vào Ấn Độ dựa vào một tuyến đường khác, tuyến đường mà đội đặc nhiệm không nắm được. Nhưng Sunny và Manso đâu hay biết đội đặc nhiệm của Michael cũng có tay trong. Bailan dựa vào thông tin đàn em của mình cung cấp, biết được ông trùm sẽ vận chuyển 120 tỷ rupee vào Ấn Độ. Michael biết tin liền tổ chức họp gấp để lập kế hoạch tóm được Manso. Mega lúc này đang hẹn hò cùng Sunny thì cô người yêu cũ tình cờ bắt gặp. Cô ấy ngồi xuống nói chuyện như đúng rồi, sau đó cố tình đâm thọt nhưng mặt Sunny cứ tỉnh bơ. Sau khi cô ấy rời đi, cả hai lại càng vui vẻ về màn kịch vừa rồi. Đúng lúc này, Mega nhận được tin sếp gọi về bàn kế hoạch mà Sunny qua ứng dụng theo dõi cũng đã biết cuộc họp của đội Michael. Qua mọi thông tin mà Bailan cung cấp, đội Michael biết được một lượng tiền lớn nặng lên đến 60 tấn, sắp được đưa vào Ấn Độ qua Myanmar. Michael hạ lệnh giao cho mỗi ban giám sát mọi liên lạc của tên Manso, kiểm tra mọi lối vào từ Myanmar và nhiều tuyến đường khác mà Manso đã từng dùng để chuyển tiền vào nước. Phía Sunny cũng biết rằng, sau khi Bailan bị bắt thì mọi tuyến đường lớn lúc này cũng sẽ bị theo dõi sát sao. Nhưng dựa vào thông tin trên điện thoại của Mega, Sunny biết đội đặc nhiệm sẽ gác ở biên giới Pakistan và Bangladesh. Anh liền đổi tuyến mới là Nepal. Phía Michael thì có tay trong cung cấp thông tin, nên lại lệnh cho đội giám sát gác ở đấy. Sunny lại nhận được tin Mega đã liên lạc với bên Nepal để theo dõi tuyến đường. Sunny lại đổi tuyến qua Sri Lanka, nhưng Michael lập tức thay đổi kế hoạch, tăng cường giám sát ở Sri Lanka. Hai bên vờn nhau như mèo vờn chuột. Sunny và Firoz không hiểu sao Mega lại biết mọi đường đi nước bước của mình, nên anh bắt đầu nghi ngờ. Anh đổi một tuyến đường mới toanh, đúng như dự đoán.
đội của Mega lại chặn luôn tuyến đó. Lần này anh chắc chắn trong đống người của Mansour có kẻ chỉ điểm. Anh gọi cho Mansour và bắt đầu điều tra. Bên Michael cũng không hiểu sao phía Mansour lại biết để đổi tuyến mới xoành xoạch. Anh lệnh cho tất cả để điện thoại lên bàn và kiểm tra từng cái một. Đến lượt điện thoại của Mega, Michael kiểm tra tin nhắn và hỏi Sandeep là ai. Mega bảo đó chỉ là bạn của cô và không muốn sếp điều tra quá sâu vào các mối quan hệ của mình, nên đòi trả lại điện thoại. Cứ như vậy cuộc điều tra kết thúc. Do vẫn chưa tìm được nội gián, nên Sunny và Mansour dùng chiêu ngựa thành Troy để đánh lạc hướng cả nội gián và đội đặc nhiệm. Tên cáo già Mansour cho hàng chục chiếc xe tải và một tàu đánh cá chứa tiền giả loại cũ của mình làm mồi nhử, di chuyển qua tuyến Myanmar và nhiều tuyến khác. Đúng như dự đoán, đội giám sát đã chặn đứng được tất cả các xe vận chuyển và thu giữ được tổng cộng 320 triệu tiền giả. Nhưng Michael thấy nghi ngờ vì so với 120 tỷ thì 320 triệu này đâu là gì? Chắc chắn Michael đã bỏ sót một điều gì đấy. Hơn nữa anh thắc mắc tại sao Mansour lại vận chuyển loại tiền cũ này. Anh cũng nhận ra trong khi đội của anh đang cố đuổi theo mấy thứ vô nghĩa, còn hắn thì đang làm một vố lớn. Trong lúc này, Sunny cùng Firoz bí mật đến quán bar của một ông chú người Nga. Họ muốn mua một con tàu với hy vọng có thể dùng nó để chuyển 120 tỷ rupee tiền giả mà không bị nghi ngờ. Sau một hồi trả giá với cháu gái ông ta, thì họ đã chốt kèo 80.000 đô cho đống sắt vụn đó để đổi lấy sự an toàn cho đống tiền giả của Mansour. Có điều Firoz bảo rằng mình sợ nước và bị say sóng, nên anh khăng khăng từ chối lên tàu cùng Sunny. Nhưng đến khi ra khơi thì Firoz là người tỉnh như ruồi, hưởng thụ điều tuyệt vời trên biển, còn Sunny mới là người xỉu up xỉu down. Thấy Sunny nôn thốc nôn tháo, cô gái Nga ngố đến và đưa cho anh một viên thuốc. Uống vào rồi thì mới biết đó là một viên thuốc lắc. Cô gái bảo phải chơi đồ thì mới có thể tăng sức đề kháng. Sunny một lúc sau như quay cuồng trong mơ hồ, vì đây là lần đầu anh chơi đồ. Anh loạng choạng đi trên con tàu, khó khăn lắm mới vào phòng ngủ một giấc. Đang ngủ ngon thì anh lại bị đánh thức bởi cô gái Nga. Cô ta gọi anh dậy bảo có cuộc gọi khẩn cấp. Sunny lúc này vẫn chưa tan đồ nên còn cầm ngược điện thoại, nghe mọi chuyện trên điện thoại, xong anh lập tức tỉnh như sáo, vì ở đầu dây bên kia người của anh báo tin cảnh sát đã đến bến cảng chờ sẵn rồi. Anh vội vàng chạy lên boong tàu báo cho thuyền trưởng quay đầu, nhưng giờ quay xe là điều bất khả thi vì không đủ nhiên liệu. Hơn nữa con tàu này đã nát lắm rồi, giờ mà quay xe trở về là toang. Thuyền trưởng liền nảy ra một ý tưởng, đó là thả các thùng container có gắn định vị xuống biển, sau đó ban đêm quay lại và vớt các thùng đó lên. Sunny hết cách đành phải làm theo. Xong xuôi họ bỏ tàu và lên thuyền cứu sinh vào bờ. Do không còn ai lái tàu, con tàu sắt vụn đã trôi giạt vào vùng biển Myanmar. Cánh báo chí lập tức kéo đến ghi hình. Michael đang ngồi ăn trưa thì thấy cảnh này, liền lệnh cho cấp dưới cùng mình đến chỗ con tàu đó. Nhưng đến nơi kiểm tra thì con tàu chẳng có gì ngoài vẻ hoang tàn đổ nát. Đêm khuya vắng lặng, Sunny dùng một con tàu nhỏ dò theo định vị để lần ra nơi thả container và trục vớt số hàng lên xe tải trở về nơi an toàn. Cuối cùng, phi vụ mang tiền giả về nước của Sunny và Firoz đã thành công rực rỡ, vận chuyển chót lọt 120 tỷ rupee mà không ai hay biết, trở thành tỷ phú với hàng tỷ rupee sau nhiều năm sống trong khổ sở. Cả hai lập tức tậu một chiếc siêu xe và hai căn hộ xịn nhất nhì Ấn Độ ngay tại trung tâm thành phố, sau đó trùng tu lại công ty MKG của mình để tạo vẻ làm ăn chân giữa. Sau đấy lái xế hộp đến hộp đêm, nơi mà trước đây Sunny bị đuổi ra vì không có tiền, để dằn mặt tên nhân viên phục vụ ở đấy. Đúng là giàu thì ai cũng sợ, những hộp đêm từng tống cổ họ thì giờ đều trải thảm đỏ mời họ vào. Khi cuộc sống của Sunny bắt đầu thay đổi, thì anh không quên báo hiếu ông ngoại của mình. Sunny đến xưởng của ông và cho ông một bất ngờ lớn, đó là lập một trang mạng riêng dành cho tạp chí Granty như mong ước trước đây của ông, đưa một đội ngũ công nghệ về giúp phát triển trang mạng đó, bắt đầu cuộc cách mạng đưa Granty đến với giới trẻ. Mặc dù ông ngoại tự hào vì anh là thế, nhưng khi ông chú biết Sunny vẫn làm chuyện phạm pháp, một lần nữa hết lời khuyên Sunny dừng tay, còn nói với Sunny rằng anh chỉ là con rối bị đám người đó lợi dụng. Nhưng một khi tham vọng của con người lớn lên thì họ đâu dễ dàng buông bỏ. Mặc dù anh đã thực hiện được mong muốn ban đầu của mình là cứu tờ Granty, nhưng còn một số chuyện khiến anh đau đầu, đó là Mega. Trong quá trình tiếp xúc với Mega, anh đã phát hiện mình đã phải lòng cô mất rồi. Anh mua quà mừng tân gia đến tặng cho Mega. Trong lúc đó anh nhận ra cô nàng rất thông minh, có thể phân biệt được những chi tiết nhỏ trên từng tờ tiền giả mà cô sưu tập được. Sau khi nghe Mega phân tích, Sunny bắt đầu rén vì sợ cô sẽ phát hiện mình là người mà cô giáo giết truy lùng bấy lâu. Nhưng anh vẫn tỏ ra thản nhiên không hay biết gì. Hai người hẹn nhau ra ngoài ăn tối và bắt đầu trở nên thân mật hơn. Họ đắm chìm trong tình yêu mới chớm nở và trao nhau nụ hôn đầu tiên. Có lẽ vì thấy áy náy với Mega nên trong lúc cô đang ngủ thì Sunny âm thầm lấy điện thoại của cô để xóa ứng dụng theo dõi. Vì xóa ứng dụng theo dõi trên máy Mega rồi nên Sunny không hề hay biết cô đã tìm ra được bí mật lớn về tờ tiền giả Sunny làm ra. Đó là cô đã tìm ra được điểm chung giữa tờ tiền giả 500 rupee anh làm ở xưởng ông ngoại và 2000 rupee anh làm ở chỗ Mansour. Cô chắc chắn chúng do một người làm, vì chúng có cùng một chữ S nhỏ in trên tờ tiền, chính là chữ ký của tên họa sĩ. Cuối cùng đội của Michael đã tìm ra được sơ hở. Hơn nữa, Mega còn tịch thu được 200 triệu tiền giả chỗ tên nghị viên tham gia tranh cử. Khách hàng cũ của Sunny cũng có chữ S in trên đống tiền đó, và chúng đều là tờ tiền hai mảnh. Rất nhanh, Michael đã đến nhà tên nghị sĩ để tra hỏi thông tin.
Michael dùng đủ mọi cách, nhưng cũng không thuyết phục được tên nghị sĩ khai ra sự thật. Cuối cùng anh đe dọa sẽ tung tin ông ta mua tiền giả, để cho ông ta khỏi tranh cử luôn. Tên nghị sĩ nghe xong lo lắng nên bảo ông ta sẽ suy nghĩ và trả lời Michael sau, để chắc chắn tên nghị sĩ sẽ liên lạc lại cho mình. Michael liên hệ với nhà báo tung ra tin hiện tại có 20 tỷ tiền giả đang lưu hành trong Ấn Độ. Sếp Michael nghe xong hốt hoảng gọi Michael đến để hỏi tội sao anh ta lại tung tin như thế. Michael nói rằng anh đang cần sếp giúp thuyết phục tên nghị sĩ kia. Nếu thuyết phục thành công, báo chí sẽ chuyển hướng dư luận, tiêu đề sẽ là bộ trưởng hạ gục tiền giả, kèm ảnh của sếp to đùng đùng trên trang nhất. Vì muốn sống ảo nên sếp Michael nhận lời, lập tức gọi cho tên nghị sĩ bảo sẽ cho ông ta cơ hội để phục hồi thể diện, chỉ cần ông ta giúp bắt tên họa sĩ. Tên nghị sĩ nghe xong liền móc nối qua các kiểu trung gian để đặt đơn hàng của Sunny. Ngay khi nhận được tin, Anis lập tức báo cho Firoz để sắp xếp cho hai bên nói chuyện với nhau. Tay nghị viên muốn mua 1 tỷ tiền giả với giá 350 triệu tiền thật, còn bắt đích thân Sunny và Firoz phải giao hàng. Sunny thấy chuyện này khá mạo hiểm vì anh không muốn ra mặt nên không nhận lời luôn. Tên nghị sĩ nói sẽ cho anh 24 giờ để suy nghĩ, nhưng do số lượng tiền trong kho còn rất nhiều, bây giờ rất khó để đưa ra thị trường tiêu thụ. Số tiền giả bán được còn chưa đến 10%, cộng thêm việc Manso ngày nào cũng thúc giục phải đẩy tiền ra nhanh hơn, nên Sunny bối rối giờ không biết nên làm thế nào. Phía bên Manso, do lượng tiền bán ra không được bao nhiêu, ban lãnh đạo lại nghi ngờ năng lực của hắn, nghĩ hắn hơi nóng vội khi giao một chuyến hàng lớn cho một tên lính mới. Truyền thông Ấn Độ lại đang dùm beng về chuyện tiền giả, làm như cách của Manso không khác nào tự hủy, hắn phải đưa hết tiền trong kho ra thị trường trong thời gian ngắn nhất. Manso sợ ban lãnh đạo sẽ thay thế mình nên chỉ đành nói sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này, chỉ cần cho hắn ta thời gian. Một lần nữa, Manso lại đánh liều về lại Ấn Độ để xem trong kho còn bao nhiêu tiền. Hắn bực mình vì tiền trong kho chưa bán được bao nhiêu. Đúng lúc hắn đang bực thì tay sai báo tin đã bắt được kẻ chỉ điểm hắn cho cảnh sát trong vụ chuyển 120 tỷ rupee vừa rồi. Manso liền rút súng và bắn chết tên đó ngay tại chỗ, không quên đe dọa Sunny phải xử lý núi tiền đó ngay và đừng bao giờ phản bội hắn ta. Nếu không kết cục sẽ có một viên kẹo đồng giữa sọ. Do lo sợ số phận mình sẽ lên bàn thờ ngắm chuối xanh, Sunny và Firoz chỉ đành liều mạng tự thân vận động đi giao 1 tỷ tiền giả đến tay tên nghị sĩ. Địa điểm giao dịch là ở bãi đỗ xe, họ không biết rằng cái bẫy cực lớn đang tiến dần về phía họ. Michael nghe tin từ tên nghị sĩ liền lập tức bàn kế hoạch tỉ mỉ, bố trí người ở mọi nẻo đường với trang bị súng ống đến tận răng, cho người mặc thường phục tránh bị nghi ngờ, theo dõi mọi camera xung quanh địa điểm giao dịch, cảnh sát đứng sẵn bên ngoài hòng khi họa sĩ có ý định chạy trốn. Quá đen cho Sunny vì anh đã xóa ứng dụng theo dõi trên điện thoại Mega, nên không hề biết gì về chuyện này. Nhưng Firoz và Sunny cũng đã lên kế hoạch đảm bảo sự an toàn cho mình từ trước. Hai người lái hai chiếc xe khác nhau đến bãi đỗ xe. Để tiền ở xe của Firoz, Sunny bảo Firoz đỗ xe ở tầng 2 đợi tin, còn anh sẽ một mình đi lên tầng 6 để kiểm tra tình hình. Thấy xung quanh có vẻ an toàn, Sunny cho người gọi tên nghị sĩ lên tầng 6 để lấy hàng. Nhưng anh đâu biết người được cử đi là Mega. Michael giả danh tên nghị sĩ báo Sunny rằng họ sẽ đi xe Fortuner trắng. Sau đấy Mega và đồng đội lái con Fortuner lên tầng 6 để xem xét tình hình. Do đợi một hồi lâu không có động tĩnh gì, Mega sốt ruột đi ra ngoài xem thử, mặc cho sếp khuyên ngăn rằng làm thế rất mạo hiểm, họa sĩ sẽ nhận ra là bẫy. Nhưng cô vẫn cứng đầu xuống xe và đi một vòng kiểm tra. Phía bên Sunny đã phát hiện ra con Fortuner trắng, nhưng lại không thấy ai ra nhận hàng, nên anh cũng mạo hiểm tiếp cận chiếc xe. Khi gần đến nơi, Sunny phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Tình huống này anh đã không lường trước, biết đã dính phải bẫy. Anh từ từ lùi xe và quay đầu chuẩn bị tẩu thoát. Đội Michael nhận ra đó chính là mục tiêu, nên cho người lập tức đuổi theo xe Sunny. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được xe cảnh sát. Sunny nhanh chóng đỗ xe ở tầng 2 và chuyển sang xe của Firoz. Đội Michael theo dõi thấy xe không xuống tầng 1, nên đoán chắc rằng họa sĩ đang trốn ở tầng 2. Toàn đội liền xuống tầng 2 để bao vây. Sunny nghĩ ra một cách, đó là đóng giả thành nhân viên vệ sinh. Anh và Firoz vội vã thay đồ, rồi bình tĩnh lái con xe của Firoz đi qua Michael. Chạm mặt Michael, anh giới thiệu mình là nhân viên vệ sinh, còn chuẩn bị thẻ nhân viên, đưa Michael kiểm tra. Michael không nghi ngờ gì còn hỏi anh có thấy chiếc SUV bạc quanh đây không? Sunny bảo có và xuống xe chỉ chỗ, nãy nó đỗ ở kia nhưng vừa chạy đi rồi. Michael hết cách chỉ đành cho anh đi. Bỗng cấp dưới của anh phát hiện ra con SUV vẫn còn đỗ ở tầng 2. Trong xe không có người, chắc chắn tên họa sĩ đã đổi xe rồi. Michael nghi ngờ, liền vội vàng túm áo giữ Sunny lại. Biết rằng cảnh sát đã phát hiện, Sunny lập tức đá số tăng ga, chạy khỏi nơi đấy. Hai bên bắt đầu một cuộc rượt đuổi ngoạn mục như trên phim. Ờ thì đang phim mà, cơ mà khổ nỗi. Giao thông Ấn Độ còn ác liệt hơn cả Việt Nam, vì đang là giờ cao điểm, mọi tuyến đường đều tắc nghẽn. Đội Michael hết cách đành phải xuống xe chạy bộ tới chỗ xe của Sunny. May mắn cho anh là đúng lúc cảnh sát gần đến thì đường lại thông thoáng, đội cảnh sát phải chạy ngược lại lấy xe đuổi theo. Càng lúc cảnh sát kéo đến càng đông, xe cảnh sát đã đuổi đến sát nút. Firoz sợ hãi kêu Sunny đầu hàng, nhưng anh nào có chịu. Anh kêu Firoz xuống thùng xe giải tiền ra giữa đường. Firoz tiếc tiền nhưng hết cách chỉ đành làm theo lời Sunny.
thấy tiền bay khắp nơi, người dân liền túm tụm lại nhặt lấy nhặt để, khiến cho giao thông lại tắc nghẽn, xe của đội Michael phía sau bị kẹt cứng không thể đi tiếp được. Đang vui mừng vì cắt đuôi được đám cảnh sát thì Sunny lại mất lái. Anh đâm thẳng vào giải phân cách lật cả xe, may mắn là cả hai không sao, tiền trên xe lại đổ ra tiếp và người dân lại nhào vào xe anh để nhặt tiền. Nhân cơ hội lúc đông người, Sunny và Firoz trà trộn vào đám người đó và tẩu thoát thành công. Kế hoạch của Michael lại thất bại. Lần ra quân thất bại này không khiến Michael nhụt chí, mà ngược lại anh càng nhiệt huyết hơn. Mặc cho bộ trưởng gọi điện và chỉ trách anh làm không ra trò trống gì, khiến đám báo chí đưa tin loạn hết cả lên, ảnh hưởng đến uy tín của bộ trưởng. Michael chỉ biết xin lỗi sếp và xin sếp cho anh cơ hội sửa sai. Sếp miễn cưỡng đồng ý và bảo anh nói cho ông ta nghe kế hoạch của mình. Michael bảo sẽ cho tên Manson này nổi tiếng, vì việc hắn ta làm giỏi nhất là ẩn mình vô danh. Vì truyền thông đã có món khai vị rồi nên họ sẽ cho hắn thành món chính, làm tâm điểm trong vụ tiền giả. Hắn ta càng nổi tiếng thì càng khó lẩn trốn, lúc đó sẽ không một quốc gia nào có thể chứa chấp hắn nữa. Họ đã có đầy đủ mọi hồ sơ của hắn, giờ chỉ việc tung lên thôi. Thấy mặt mình chênh ênh trên bảng tin với tiêu đề chủ mưu vụ tiền giả, Manson bực mình gọi điện cho đàn em dò xét Sunny đang ở đâu. Hắn ta muốn đưa Sunny về nơi an toàn trước khi bị cảnh sát tóm. Sunny lúc này đang trốn ở một căn phòng tồi tàn cùng Firoz. Hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với nhau. Firoz đổ lỗi cho Sunny vì anh mê gái rồi cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Giờ tên cảnh sát đó đã thấy mặt họ, nên sớm muộn gì cả hai cũng vào tù mà thôi. Còn Manson kiểu gì cũng sẽ cho họ ăn kẹo đồng. Sunny bảo rằng Firoz không phải lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Manson sẽ cần họ vì họ đã giúp Manson phục hồi việc làm ăn. Còn cảnh sát, Sunny thấy trên TV không đưa gì về thông tin của mình, nên chắc chắn rằng cảnh sát vẫn chưa biết họ. Để kiểm chứng những gì mình nói là thật, Sunny mạo hiểm chạy đến nhà Mega. Khi mở cửa, Mega bất ngờ vì xuất hiện trước cửa nhà mình là Sandeep, người đã không hề liên lạc với cô cả tuần nay. Sunny giải thích rằng mình đi du lịch rồi làm mất điện thoại nên không liên lạc cho cô được. Mega không nghi ngờ gì mà đi rót nước cho anh. Sau đó cả hai trò chuyện như chưa hề có cuộc chia ly. Trên đường về nhà, Sunny gọi điện cho đàn em thân cận của Manson, kể lại những gì vừa xảy ra. Anh nói rằng chắc chắn cảnh sát vẫn chưa nhận diện được mình. Tên đàn em nói Sunny không phải sợ gì cả, Manson sẽ lo hết, vì ông trùm chưa bao giờ làm phụ lòng người của mình. Sau đó hẹn Sunny gặp nhau để tên tay sai đưa họ đến nơi an toàn trong vòng một tiếng nữa. Phía bên Manson, hắn lập tức lật mặt muốn thủ tiêu Sunny, vì khi vừa gặp lại đại diện ban lãnh đạo, cô ta nói ban lãnh đạo muốn hắn ta rời đi vì hết giá trị lợi dụng rồi, khuyên hắn ta nên tìm một nơi nào đó để giấu tiền và lẩn trốn, đợi qua chuyện này sẽ liên lạc lại. Hắn nghe xong biết không còn cách nào nữa, đành sai đàn em đổi kế hoạch, không đưa Sunny về nơi an toàn nữa mà xóa sổ Sunny, vì anh đã biết quá nhiều thông tin về tổ chức của hắn rồi, giữ anh lại quá nguy hiểm. Sunny và Firoz lúc này đang chờ xe của Manson đến đón đưa về nơi an toàn. Anh đâu biết rằng họ chuẩn bị thủ tiêu anh. Sunny lên xe thấy có điều bất thường vì ai cũng ấp a ấp úng. Anh nhận thấy điều chẳng lành nên lập tức ra hiệu cho Firoz. Xe đưa họ đến một khu dự án treo bị bỏ hoang đến mốc meo. Jitu Kaka nói chúng cũng không muốn giết anh đâu, nhưng Sunny đã biết quá nhiều về tổ chức, chúng không thể bảo vệ anh, càng không thể để anh rơi vào tay cảnh sát. Chỉ còn một cách này thôi. Sunny bảo rằng họ hãy thả Firoz, hãy giải quyết một mình anh thôi. Nhưng Firoz không đồng ý, cố hết sức thuyết phục rằng cảnh sát vẫn chưa tìm ra họ. Cả hai trả treo cả nửa ngày để câu giờ, đủ thời gian để Anis cùng 500 anh em kịp thời đến ứng cứu, khiến bọn Jitu mặt ngu như bò đội nón, bỏ súng xuống thằng chó ghẻ, bị áp đảo về quân số. Bè lũ Manson chỉ đành hạ súng và thả cho Sunny đi. Sunny liên lạc ngay cho ông chú để đưa ông ngoại của anh về nơi an toàn, nhưng không thấy hồi đáp. Đến khi về chỗ của Anis, Anis bảo sẽ đưa họ ra ga để đi trốn, thì ông chú mới liên lạc lại và báo tin dữ. Xưởng in cháy và ông ngoại vẫn trong văn phòng không thể thoát ra được. Sunny im lặng một hồi lâu và bảo Firoz hãy ra ga trước, anh sẽ theo sau. Firoz biết Sunny đang đau lòng nên quyết định để anh một mình, nói mình sẽ ra ga trước để đợi Sunny bình tĩnh lại. Nhưng trong thâm tâm Sunny biết ông ngoại bị như vậy là do Manson hết. Anh chỉ biết nói dối Firoz để một mình lao vào nơi nguy hiểm trả thù cho ông ngoại. Đợi Firoz đi, Sunny cầm theo khẩu súng và bắt đầu kế hoạch của mình. Anh lặng lẽ tiến vào nơi giấu tiền của Manson và xử từng tên một. Hành động chuyên nghiệp như đặc vụ 007, bắn phát nào trúng phát đấy. Cuối cùng chỉ còn tên Jitu, cánh tay phải của Manson. Anh găm một viên đạn vào chân và kéo hắn đến két chứa tiền giả, bắt hắn mở kho tiền và cầm theo một can xăng. Sau đó Sunny lấy máy của Jitu và gọi video cho Manson, mặc cho Manson hết lời cầu xin anh đừng đốt tiền của hắn. Hắn xin lỗi Sunny và bảo rằng hắn chỉ muốn đe dọa anh thôi. Hắn không biết rằng ông ngoại của Sunny vẫn ở trong tòa soạn. Trong lúc hắn đang mồm loa mép giải thích thì Sunny giải sang khắp phòng. Anh để điện thoại cố định một chỗ và chốt hạ một câu cuối cùng với Manson. Tao sẽ tìm ra mày, thằng chó.
sau đó châm lửa lên đốt sạch đống tiền giả. Dù cho tên cáo già có nài nỉ van xin đến đâu, phía bên kia Firoz rất sốt ruột, chờ mãi vẫn không thấy Sunny đến. Nhưng đến nước này rồi, tính mạng của anh cũng đang gặp nguy hiểm, nên anh chỉ đành bỏ lại Sunny và một mình leo lên tàu rời đi. Phía bên Michael thì đang cật lực phác họa lại chân dung tên họa sĩ, nhưng dù cho Michael có mô tả chi tiết rõ thế nào, thì không ai có thể vẽ giống như anh nói được. Còn đúng một cách là dùng thuật toán để cải thiện ảnh tên họa sĩ được cắt ra từ camera ở bãi đỗ xe, nhưng do hình ảnh bị mờ nên sẽ mất một lúc lâu. Chờ đợi một hồi, cuối cùng máy tính cũng đã thông báo hoàn thành bản phác thảo chân dung của Sunny. Nhưng bộ phim đã đến hồi kết, không biết cảnh sát có vây bắt được Sunny hay không, và tư thù của Sunny và Mansoor sẽ tiếp diễn như thế nào. Nhưng chắc chắn ân oán của họ không thể chỉ giải quyết đơn giản như thế được. Các bạn hãy thử dự đoán cốt truyện của phần 2 dưới comment nhé. Cuối cùng thì vòng xoáy tham vọng về tiền bạc đã cuốn trôi tất cả mọi thứ mà Sunny có, bao gồm ông ngoại, xưởng in, người yêu và cả người bạn chí cốt. Sau tất cả thì Sunny chỉ còn lại một mình với tội danh buôn bán và tàng trữ tiền giả, cộng với mớ hỗn độn mà anh để lại cho tên trùm Mansoor. Rất có thể lần tới tên trùm sẽ chơi tất tay với Sunny vì cơ ngơi của hắn đã bị anh hủy hoại. Bởi vậy ta thấy sức mạnh đồng tiền thật đáng kinh sợ. Hãy nhớ mang tiền về cho mẹ tiền thơm tiền tho, đừng mang về tiền án tiền sự nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ ấn like và theo dõi kênh để mình có động lực review tiếp phần 2 nha.